hello hello xin chào các bạn đến với thuận capital ngày hôm nay hôm nay đó là ngày thứ ba tại hoa kỳ và ở việt nam cho đã bước qua là ngày thứ tư rồi và hôm nay chúng ta lại trở lại với cái chương trình thuận capital ở trong một căn phòng chống các bạn giờ với bà một chút mà thôi. Hôm nay chúng ta có rất nhiều thông tin nổi bật. Chúng ta sẽ nói về cái update liên quan tới Fed và lãi suất và nhất là liên quan tới Fed và stablecoin các bạn. Có khi đó đang xảy ra với lại stablecoin hiện bây giờ. Và thường không nói tới riêng về việc liên quan tới là Binance ủng hộ một đồng stablecoin mới. Chúng ta có một cuộc chiến stablecoin đang xảy ra với PayPal cũng đưa ra một cái stablecoin riêng của họ. Nhưng mà hôm nay đã Fed đã có động tĩnh liên quan đến stablecoin chúng ta cũng có một cái cập nhật liên quan tới Huobi chúng ta cũng có cái cập nhật liên quan đến Bitcoin Spot ETF và một số những thông tin ở bậc khác nhưng mà chúng ta hãy bắt đầu nhìn vào tình hình chung của chứng Hoa Kỳ các bạn hôm nay đó thì chúng ta đã thấy là một màu đỏ xuất hiện và hồi sáng này đã, đã đỏ hơn rất nhiều các bạn rồi sau đó đã có một cái sự hồi phục rồi đóng cửa đó là chúng ta thấy là Nasdaq giảm 0.79% S&P 500 và Dow Jones thì cả hai đều giảm hơn 0.4% tại sao vậy chúng ta có hai thông tin lớn ngày hôm nay ảnh hưởng đến chứng khoán Hoa Kỳ một thông tin tốt và một thông tin xấu các bạn chia sẻ cả hai pre market thì bây giờ thì không có gì đồng tĩnh các bạn Nasdaq futures thì hồi phục lại một chút hồi phục lại là 0.14% còn lại thì không có thay đổi nhiều chúng ta có thể nhìn vào hợp đồng của dầu ngày hôm nay đó thì vẫn giữ được mức là hơn 82 đô các bạn 82 đô và 76 cent cho một thùng dầu chúng ta đã thấy được là hợp đồng của vàng đó thì không có sự thay đổi mức là 1960 đô cho một ounce vàng nhưng mà BTC đó hôm nay cũng đã có tiến triển tốt hơn các bạn và hồi sáng này đó cách đây khoảng chừng à, là 4 tiếng đồng hồ đã lên tới cái mức là 30.200 đô bây giờ chúng ta thấy là BTC ở mức là khoảng 29.800 đô và hy vọng tới lúc mà thuận capital đăng cái video này đó chúng ta có thể có được một cái thumbnail ba 30.000 đô hãy xem coi điều đó có xảy ra hay là không và chúng ta có thể nhìn thấy được là phần lớn thị trường ngày hôm nay là một màu xanh các bạn chỉ có vài đồng là màu đỏ mà thôi chúng ta có thể nhìn thấy tổng số vốn hóa đó để thùng refresh lại các bạn thấy là con đã có cái sự tăng trưởng là 2.1% cho tổng số vốn hóa và chúng ta nhìn thấy là BTC đó thì tăng 2.2% những năm lớn khác đó thì cũng tăng tương tự như vậy và trong cái top 100 này đây chúng ta thấy được là cái đồng mà tăng nhiều nhất là Roll Bitcoin, đồng này thực ra cũng không có đành đâu các bạn nhưng mà hôm nay đã tăng tới 60% lần Còn những năm khác như Shiba Inu, Pepe thì tăng khoảng chừng 7% Còn xuống nhiều nhất thì chúng ta có Rocket Pool thì xuống 8% ngày hôm nay Kế đó chúng ta có Mental xuống 7% và Optimism xuống 5.8 Nói chung thì cũng không bao giờ xuống nhiều lắm Và tăng trưởng ngày hôm nay thì các bạn thấy là những altcoin thì cũng đã có sự tăng trưởng cao hơn là BTC là một ngày tốt cho thị trường crypto nói chung thì chúng ta đã thấy có một cái sự thay đổi thị trường crypto đó hôm nay thì xanh nhưng mà chứng khoán đó thì lại là một màu đỏ các bạn tại vì sao vậy tại vì chúng ta thấy là cái sự liên quan giữa crypto và chứng khoán đã, đã giảm xuống nhiều rồi và chúng ta cũng đã từng nói đến đề tài này chúng ta đã thấy cái sự tương quan giữa crypto và chứng khoán nó rất là cao những lúc như là năm 2011 tại vì lúc đó đó là lúc mà các bạn thấy là có rất nhiều người trong thị trường crypto này nhiều người đã rời khỏi sau cái đợt xuống giá của năm 2022 cũng như là nhiều người rời khỏi cái đợt xuống giá của năm 2018-2019 các bạn khi mà sôi động đó thì thu hút nhiều người đến nhưng mà khi mà mọi thứ tệ hơn đó thì mọi người lại rời khỏi các bạn và chỉ có một phần còn lại mà thôi và điều quan trọng đó là 100 người đến thì chúng ta vẫn thấy được là có người sau khi đã đến thị trường này rồi họ hiểu hơn đi trường này và họ đã quyết định ở lại cho dù chuyện gì xảy ra cho nên các bạn mới thấy là cái thị trường crypto lớn mạnh theo thời gian và càng ngày cộng đồng đã càng nhiều hơn 100 người đến thì có thể là 10 người ở lại phần còn lại là rời khỏi khi mà mọi thứ nó trở nên tệ hơn khi mà giá cả giảm mạnh như là năm ngoái và khi mà thị trường sôi động đó, chúng ta sẽ thấy là có nhiều người tham gia vào crypto đến từ thị trường truyền thống nghĩa là đến từ thị trường chứng khoán các bạn, có nghĩa là nhiều người nhất là ở Hoa Kỳ đó họ sử dụng những cái ứng dụng như là Robinhood như là Webo đó thì có thể cho các bạn trade chứng khoán nhưng mà họ thấy ồ cũng có BTC, Ether, họ cũng muốn tham gia vào mặc dù họ cũng không có chuyên về đầu tư crypto. À, và lúc đó lúc chúng ta thấy là có cái sự tương quan rất là cao của hai thị trường này tại vì có một số lượng người là đầu tư cả hai Bây giờ đã khác các bạn Thường nghĩ là những người mà ở lại crypto bây giờ Phần lớn là chuyên về crypto mà thôi Chúng ta sẽ không có còn nhiều người mà đầu tư cả hai hiện bây giờ nữa Đó là cái quan điểm của tôi Nhưng mà chúng ta thấy là hôm nay là một trong những ngày rất rõ ràng Là crypto đi một hướng, chứng khoán đi một hướng Và hôm nay là một ngày mà các bạn thấy được là chứng khoán là màu đỏ Crypto là màu xanh Và cái thông tin dẫn đến chứng khoán rất là đỏ Hồi sáng này đã đối với Thuần Đó chính là thông tin liên quan tới công ty xếp hạng tín dụng Moody thì chúng ta biết là có hai công ty lớn thứ nhất là công ty fitch và thứ nhì là moody thì công ty fitch là công ty mà gần đây chúng ta cũng đã nói về xếp hạng cây nợ của hoa kỳ và giảm xuống từ aaa xuống còn a cộng các bạn đã nhớ cái thông tin đó cái tay khoảng một tuần thì ngày hôm nay đó công ty xếp hạng kia là công ty moody thì họ lại giảm cái bậc xếp hạng xuống cho hàng loạt những ngân hàng nhỏ và trung ở hoa kỳ và đây là cái xếp hạng điểm tín dụng các bạn có nghĩa là những cái ngân hàng này đó, trong đó chúng ta có ngân hàng NMT Bank, Pinnacle Financial BOK Financial và Webster Financial Nói thật kia các bạn đó Trong cái list những ngân hàng này đó Thường chỉ biết có một công ty là Pinnacle Financial mà thôi Còn lại đó là những cái Công ty nhỏ hơn Và những công ty này đó đã bị giảm bảng xếp hạng tín dụng xuống thì ngoài trừ những cái hàng nhỏ này đã chính thức bị giảm cái bảng xếp hạng xuống Chúng ta thấy là có tổng cộng là 6 ngân hàng Rồi là trung với lớn đó, là đang bị xem xét Coi coi là sẽ bị giảm bảng xếp hạng hay là không Trong đó chúng ta có những ngân hàng rất là lớn như là Bank of New York Mellon các bạn Đây là ngân hàng mà nhiều công ty trong crypto sử dụng Trong đó có các công ty Circle các bạn Công ty mà phát hành đồng ổn định USDC Chúng ta có US Bank Corp Chúng ta có State Street Truist Financial, Colon, Frost Bankers và Northern Trust các bạn Đây là những ngân hàng mà đang bị xem xét và có khả năng là sẽ bị giảm điểm tín dụng xuống Và chúng ta có thể được là công ty Moody đó cũng nói là họ đã có cái nhìn tệ hơn về tương lai của ba ngân hàng lớn đó chính là Capital One, Citizen Financial và phía tới Bangkok Thì điều này nghĩa là gì các bạn? Điều này nghĩa là những ngân hàng mà đã chính thức bị giảm bảng xếp hạng đó Những ngân hàng đó đối với một người mà đầu tư vào trái phiếu của những ngân hàng này đó Thì coi như cái độ nguy hiểm đã tăng lên, cái độ rủi ro đã tăng lên Thì những ngân hàng mà chính thức bị giảm hạng Nếu như mà họ muốn giống như là mượn tiền đó Thì họ phải mượn tiền với cái mức lãi suất cao hơn Đó là cái ý nghĩa của cái bảng xếp hạng này Khi mà bị giảm bảng xếp hạng đó thì phải trả cái phần trăm lãi suất cao hơn để người ta có thể cho bạn mượn tiền Chứ nếu không đó, thì người ta cảm thấy là nguy hiểm cao quá Cho nên không có ai muốn trong danh sách này mà bị giảm hạn Ai cũng muốn là được tăng hạn hết Nó không giống như là công trái phiếu Hoa Kỳ các bạn Công trái phiếu Hoa Kỳ đó là đối với lại mọi người là an toàn Tại vì chính phủ Hoa Kỳ, Fed có thể in tiền và có thể trả được Nhưng mà những ngân hàng này đó thì họ không thể in tiền Cho nên nếu họ gặp vấn đề đó thì cái người mà cho vay sẽ bị mất hết hoặc là không có lấy lại bao nhiêu hết các bạn thì tại sao những ngân hàng này lại một đều bị xem xét còn hai đó là lại chính thức bị giảm hạn tại vì Moody nói đó lãi suất quá cao dẫn đến là họ cảm thấy bất an những ngân hàng này đó họ đang phải đối đầu với lãi suất rất là cao và khi mà lãi suất cao đó thì người ta vì mượn thấp hơn và thêm vào đó đó khi mà lãi suất cao thì những công trái phiếu mà những ngân hàng này đang lưu trữ đó sẽ bị giảm giá nếu như mà họ muốn bán lên trên thị trường và bây giờ đó nền kinh tế đang chậm lại có nghĩa là tiền gửi đó đã không còn như trước nữa nếu như mà mọi người đến ào ạt à, rút tiền thì sẽ dẫn đến hiện tượng bank run và đây là những ngân hàng mà đối với họ có cái độ nguy hiểm đã tăng lên cho nên mới bị giảm cái điểm tín dụng xuống các bạn và khi mà có thông tin này đã chứng của Hoa Kỳ là một màu đỏ nói chung đây là một thông tin mà nhiều người cho là rất là xấu các bạn nhiều, nhiều ngân hàng đang bị xem xét xem coi là có còn an toàn hay là không đương nhiên không phải là tin tức tốt rồi nhưng mà ngược lại đây chúng ta lại có một cái thông tin cách đó khoảng chừng là một tiếng đồng hồ đó chính là cái lời phát biểu đến từ chủ tịch Fed ở Philadelphia là Patrick Harker và đây cũng là một trong những người mà bỏ phiếu ở trong năm nay các bạn và Patrick Harker đó thì lại ra dấu hiệu là việc tăng lãi suất đã kết thúc rồi miễn là không có thêm bất cứ thông tin gì xấu nghĩa là cái thông tin được chia sẻ bởi Patrick Harker thì tương tự như là chủ tịch Fed John Powell nhưng mà chủ tịch Patrick Harker cũng đã nói rất là rõ ràng cho dù là ông ta nghĩ là có thể ngưng tăng ở đây nhưng mà phải giữ lãi suất đây một thời gian để cho lãi suất thấm vào trong trong nền kinh tế để mà thực sự đẩy lùi được lạm phát chứ còn nếu như mà nói đến cắt lãi suất thì còn quá sớm hiện bây giờ và tôi nghĩ đó là đối với forward bây giờ họ cũng không có nghĩ là cái cơ hội để có thể có được một đợt cắt lãi suất là năm nay đâu ngoài trừ thật sự có một cái sự suy thoái một thiên nga đen nào đó xảy ra mà thôi ông ta cũng nói là mãi mãi sẽ không bao giờ nói là never không bao giờ nói là không bao giờ Tôi nghĩ những ai trong thị trường tài chính một thời gian đã cũng đã biết đây là bài học cực kỳ đáng giá, đừng bao giờ nói là không bao giờ. Tại vì chuyện gì cũng có thể xảy ra hết nhưng mà đối với lại Patrick Hoaker đó thì nếu như mà không có cái gì đó giống như là dịch bệnh xảy ra, cái gì mà quá đột ngột đó thì không có lý do gì nghĩ là sẽ cắt lãi suất trong thời gian ngắn hết và phố Wall đó cũng đã ước tính là khoảng chừng là tháng 4, tháng 5 năm sau thì mới có cơ hội thay phép cắt lãi suất. Thì điều này đó cũng trùng hợp với lại cái suy nghĩ của nhiều người trong phố các bạn và cũng hợp với lại những cái điều được phát biểu bởi chủ tịch John Powell, chỉ là những gì mà ông ta nói ngày hôm nay đó thì hoàn toàn trái ngược với lại ngày thứ sáu các bạn khi mà thống đốc Michelle Bowman đã chia sẻ là bà tăng nghĩ là Fed cần phải tăng thêm lãi suất vài lần nữa. Thì hai cái này hoàn toàn đối lập với nhau, nhưng mà nói chung đó thì cái lời nói của Patrick Hacker cũng đã làm cho một số người an tâm hơn là ít ra cũng đã có người nói tương tự như là chủ tịch John Powell thì Michelle Bowman mình có thể là một trong những nhân vật mà nghĩ khác mà thôi nhưng mà những người khác bỏ phiếu ở Fed thì đều nghĩ là có thể ngưng tăng ở đây và chờ một thời gian dài thì các bạn thấy là sau đó đó chứng khoán Hoa Kỳ cũng đã có một cái sự phục trở lại đó có phải là lý do tại sao mà chúng ta thấy giá của BTC tăng trưởng ngày hôm nay là không thì cũng có thể nhưng mà còn nhiều những thông tin khác nữa các bạn thường nghĩ là có cái sự tương quan trực tiếp hơn là những gì mà được chia sẻ bởi Fed ngày hôm nay và chúng ta có thể thấy là đối với lại fed thì họ lại đưa ra thêm một cái thông tin đột ngột ngày hôm nay đó chính là họ đã công bố với những ngân hàng nếu như mà một ngân hàng nào đó mà muốn lưu trữ giao dịch stablecoin đó thì cần phải thông báo với lại fed trước khi mà bắt đầu và cần phải đưa ra những cái như là quản lý rủi ro quản lý kyc chống rửa tiền vân vân à, và chống lại những cái giống như là lỡ như mà stablecoin sụp đổ đó thì làm sao để mà bảo vệ được tiền gửi của những cái người gửi tiền và điều này đó đã được chia sẻ ngày hôm nay bởi fed các bạn một cách rất là nhanh chóng luôn và cái điều mà thú vị đó các bạn đã nhớ là ngày hôm qua chúng ta vừa nghe thông tin là công ty paypal đã phát hành đồng paypal usd một cách rất đột ngột luôn các bạn và có cái gì đó đang xảy ra thì tại sao lại nói như vậy tại vì thường đó một công ty giống nghiệp paypal thì đã tồn tại lâu năm rồi các bạn và crypto đây chỉ là một phần nhỏ của paypal mà thôi nó cũng mới bắt đầu cách đây khoảng chừng là một hai năm gì và chỉ cho các bạn giao dịch uh, BTC, -E Từ ở trên PayPal và trên căn bản đó thường cũng không biết nhiều người sử dụng PayPal để mua mua bán crypto, cho nên đó là một phần nhỏ của PayPal. thì bây giờ PayPal giả sử như là muốn có một stablecoin thì họ cũng phải trước hết đó, là xem coi thị trường có nhu cầu để sử dụng đồng PayPal USD hay là không, họ sẽ quảng bá, họ sẽ khảo sát thị trường vân vân nhưng mà không các bạn đột ngột họ tung ra một cái PayPal stablecoin như vậy khiến cho nhiều người cực kỳ bất ngờ luôn, không có bất cứ một cái thông báo gì trước đó hết, không có một cái trailer, không có gì hết á, không giống như là các bạn thấy là những công ty như là Facebook trước đây khi mà họ muốn đưa ra một đồng stablecoin Libra đó thì đã rầm rộ rồi nói là năm sau sẽ có, nhưng mà không các bạn, PayPal rất là đột ngột luôn và ngược lại đó thì các bạn thấy là Fed cũng đột ngột đưa ra cái thông báo này nói là những ngân hàng mà muốn tham gia vào stablecoin thì cần phải báo cho họ biết và cần phải có sự đồng ý của Fed thì mới có thể lưu trữ và sử dụng stablecoin trong ngân hàng đây là liên quan tới ngân hàng mà thôi tại vì Fed không có quản lý những cái đơn vị khác thì điều mà chúng ta nhận ra ở đây đó là đang có cái gì đó xảy ra các bạn hầu như rất là gấp rút luôn tại sao PayPal lại gấp rút đưa ra một cái stablecoin như vậy đó là một câu hỏi mà thường chưa có câu trả lời và ngay sau đó Fed lại đưa ra thông báo này thì một phần đó tôi nghĩ là fed đưa ra thông báo này tại vì các bạn đã biết là fed now đã chính thức bắt đầu rồi nhưng mà phải tốn khoảng chừng là ước tính là hai năm đó, thì tất cả những ngân hàng những đơn vị tài chính bắt đầu mà sử dụng fed now và fed now đó là cái nền tảng mà sau này sẽ có thể phát hành những cái như là cbdc phát hành những cái smart contract trên đó thì nếu như các bạn là Fed, các bạn sẽ nhìn vào stablecoin một cái gì đó có khả năng là chống đối lại hay là cản cái sự phát triển của Fed nào. Nhưng mà ngược lại đây các bạn thấy là quốc hội lại ủng hộ cái sự tồn tại và phát triển của stablecoin. Cho nên Thường cảm nhận là có cái gì đó đang xảy ra, có cái gì đó đang tiến tới rất là gần và sẽ xảy ra rất là nhanh chóng khiến cho PayPal mới có cái sự phản ứng nhanh như vậy và Fed cũng sẽ phản ứng nhanh như vậy. Hầu như ai cũng hiểu đó, thị trường crypto này đã không có thể kìm nén quá lâu, nó sẽ tiếp tục và tiếp tục phát triển. Câu hỏi là ai sẽ quản lý và phát triển về cái xu hướng nào? đó là những cái sự kiện liên quan tới stablecoin ngày hôm nay mình cũng cảm thấy là hơi khó hiểu như mai nào mà có suy nghĩ gì có thể comment ở bên dưới rồi chúng ta chuyển qua để mà nói tới cái đề tài liên quan tới bitcoin spot ETF đi hôm nay chúng ta cũng có một cái thông tin đến từ Gas CEO là Mike Novrat và đây là một tỷ phú chúng ta đã nói tới rất nhiều rồi một trong những người mà đã kiếm rất nhiều tiền khi mà đầu tư vào nhầm trước đây và cũng là một trong những người mà cực kỳ ủng hộ crypto các bạn và cũng đã thua lỗ khá nhiều khi mà Luna và USDT sụp đổ nhưng mà Mike no Notarats thì vẫn hoạt động trong thị trường này và có công ty là Galaxy Digital các bạn và cũng là một người mà quen biết rất là nhiều nhân vật có tiếng ở trong phố Wall và Mike Nuparat đã nói là những người bên trong BlackRock và Invesco hai công ty này những người bên trong mà ông ta biết đó và tin cậy đã đảm bảo các bạn đã đảm bảo với ông là việc chấp thuận quỹ spot ETF Bitcoin không phải là câu hỏi nếu mà là khi nào có nghĩa là không phải là có chấp nhận hay là không Mà là khi nào mới chấp nhận Thì khi mà được hỏi đó Maitreus ước tính là thời hạn phê duyệt là bao nhiêu Thì ông ta nói là khoảng 4 tới 6 tháng Đương nhiên đây chỉ là những gì mà được chia sẻ bởi Maitreus mà thôi Có thể là những người mà ông nói chuyện ở bên trong BlackRock và Vasco Có thể những người đó là những người mà thật sự có chức quyền trong đó Nhưng mà họ cũng không phải là SEC SEC có thể trì hoãn và thậm chí có thể là từ chối những cái spot ETF này và đòi hỏi là phải nộp lại vì lý do nào đó cho nên chúng ta không thể nào mà tin tưởng 100% được nhưng mà các bạn thấy là ít ra đó thì Mike Nevaras là một trong những người cũng đã xác nhận cũng tương tự như là những người như là Eric Bautunas hay là chúng ta nói tới Katy Wood những người mà có lòng tin đây sẽ là cái đợt mà sẽ có Bitcoin spot ETF thông qua Tối với Thuận đó, thì Thuận nghĩ cũng như là Mike Nevaras đã nói đây là vấn đề nếu không phải khi nào nhưng mà có phải đợt này hay không hay là đợt kế tiếp sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ có một cái bitcoin spot etf mà thôi và nói đến đây đó thì các bạn thấy là có một cái cuộc phỏng vấn rất là thú vị ở trên bloomberg à, thường sẽ không có chia sẻ cuộc phỏng vấn này ở trên youtube tại vì à, có thể dính bản quyền nhưng mà nói chung đó, thì cái người các bạn đang nhìn thấy đây là một người mà à, được mời đến bloomberg à, để mà phỏng vấn các bạn và người này đó là một trong những tỷ phú hiện bây giờ có tên là David Rubenstein cũng là một trong những người mà viết rất nhiều sách liên quan tới đầu tư và David Rubenstein trước đây cũng là một người làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ rồi sau đó đã tạo ra một công ty đầu tư có tên là Carlyle Group và trước đây cũng là một luật sư các bạn bây giờ là không hành nghề luật sư nữa là một người đầu tư thì David Rubenstein năm nay đã 73 tuổi rồi và được mời đến Bloomberg để phỏng vấn và trả lời một số những câu hỏi và một trong những câu hỏi đó đó là liên quan đến crypto và BTC thì câu hỏi đầu tiên đó là ông nghĩ sao khi mà chúng ta thấy là Blackrock những công ty lớn tham gia vào thị trường crypto này? Thì uh, David Rubenstein cũng đã nói là ông ta ước gì mua BTC lúc mà Mike Norris mua BTC lúc đó đó chỉ có là 100 đô mà thôi Thì lúc đó ông không có mua thì ông cũng thấy đáng tiếc Tuy nhiên bây giờ có nhiều người họ không tin crypto, họ không tin BTC, họ cũng uh, không có tin giá trị mà crypto hoặc BTC mang lại. Cái đó là quan điểm của mỗi người Nhưng mà khi chúng ta thấy những công ty lớn như là BlackRock tham gia vào thị trường này họ nói là họ muốn có một cái bitcoin spot ETF thì đó là một trong những cái điều mà khiến cho mọi người có một cách nhìn khác nhất là những người mà không quan tâm đến crypto trước đây những người mà trong thị trường tài chính nói chung đó, thì khi họ thấy Blackrock cũng muốn tham gia vào thì ít nhiều việc sẽ ảnh hưởng đến cái tâm lý của họ. Tại vì nhiều người đó trước đây gọi giống như là các bạn thấy là Bitcoin là một cái sự lừa đảo, một cái Ponzi scheme, một cái mô hình kim tự tháp vân vân. Nhưng mà cho tới ngày hôm nay, chúng ta có những công ty lớn như là Fidelity, như là BlackRock, những công ty đồ sộ trong thị trường tài chính mà nhiều người tin tưởng. Chúng ta có những cái uh, người như là nghị sĩ Senator Loomis, chúng ta có những dân biểu đến từ quốc hội, chúng ta có những người mà ra ứng cử tổng thống bây giờ như Ron DeSantis ủng hộ Bitcoin, chúng ta thậm chí có những quốc gia ủng hộ Bitcoin thì những ai mà bây giờ vẫn còn nói Bitcoin là một cái sự lừa đảo, một cái mô hình kim tự tháp, một cái Ponzi thì chẳng khác gì là nói những người đó đang quảng bá một sự lừa đảo. Đó là một điều mà nhiều người trước đây đó có thể là họ tự do nói uh, BTC là một cái lừa đảo vân vân nhưng mà bây giờ khi mà có những cái nhân vật tên tuổi đó trong thị trường này đó thì điều đó đã giảm đi tại vì chẳng thấy gì họ nói oh thượng nghị sĩ Louis là một người lừa đảo tại vì quảng bá một mô hình kim tự tháp Ronnie Santos là lừa đảo Francis Ward là lừa đảo El Salvador cái quốc gia đó là lừa đảo tất cả đều lừa đảo hết thì uh, bây giờ tôi nghĩ là không có mấy ai còn nói như vậy đó là cái phần đầu tiên được chia sẻ bởi David Rumenstein rồi các bạn hãy được là À, có một cái sự gọi là pushback có nghĩa là một cái sự phản bác lại đến từ người này ở Bloomberg nó là khoan đã, ông nghĩ là BlackRock và những công ty for war tham gia vào thị trường này tại vì họ tin tưởng vào giá trị của Bitcoin và crypto mang đến hay là họ chỉ là một công ty tiền và họ thấy đây là một cái nơi mà kiếm tiền được thì điều này đâu có nghĩa là họ ủng hộ Bitcoin crypto đâu thì các bạn hiểu David Rubenstein cũng đã phản bác lại nói đương nhiên một công ty đó được tạo ra để, để kiếm tiền nhưng mà nếu như thật sự không có cái nguồn cầu không có người có nhu cầu thu mua và giao dịch những tài sản như thế này đó thì những công ty đó sẽ không tham gia vào cho nên nếu nói là BlackRock tham gia vào những công ty tài chính tham gia vào chỉ muốn kiếm tiền mà thôi chứ không có nghĩa gì hết thì đã phủ nhận cái nguồn cầu Nếu như mà không có hai có nhu cầu Thì những công ty đó sẽ không có công trình vụ đâu Cho nên nếu như nói một chiều gì đó Thì đã phủ nhận cái nhu cầu đó Cho nên đó là cái sự phản bác lại Đến từ David Rubenstein Tôi cảm thấy đây là một cái bài phỏng vấn Cũng khá là thú vị à, Liên quan đến crypto nói chung Tại vì các bạn thấy là David Cũng là một người mà có tuổi rồi Đã 73 tuổi Nhưng mà vẫn có cái sự nhảy bán Và hiểu được crypto là gì và David Rubinstein nói ai cũng có thể ngồi đó để mà cười những người đầu tư Bitcoin khi mà giá giảm xuống Giống như những người mà năm ngoái đã ngồi cười tại vì thấy chưa giá BTC giảm xuống từ 69.000 còn có 15.000 Đáng đời chưa hay là những người đã cười BTC năm 2018 khi mà giá từ khoảng chừng gần 20.000 giảm xuống còn 3.000 mấy nhưng mà chúng ta phải nghĩ ngược lại biết là bao nhiêu người đã kiếm được tiền biết là bao nhiêu người đầu tư ít nhất là vài năm đó thì họ là người có thể mỉm cười cuối cùng và một người có thể cười người khác khi mà giá của BTC từ 20.000 còn 3.700 đô Nhưng mà ai sẽ là người cười khi mà giá BTC đừng nói tới đã tăng lên đến 69.000 Chứ nghĩ từ 3.000 mà tăng lên tới mức bây giờ là 30.000 đô thì đã tăng 10 lần rồi Trong thời gian chỉ có vài năm mà thôi Thì ai là người mà có thể cười cuối cùng Và cho nhiều là mọi người có một suy nghĩ riêng về BTC nói riêng đi Nhưng mà chúng ta có thể thấy là cái số lượng người có lòng tin vào Bitcoin đó thì không thể phủ nhận được Chúng ta đã thấy là dựa theo thống kê đó 69.2% của tất cả số lượng BTC đã không có di chuyển hơn một năm Mặc dù một năm qua là một năm mà cực kỳ tơi tả các bạn Nhưng mà 69.2% của BTC không có di chuyển on-chain có nghĩa là chúng ta có rất nhiều hodler họ vẫn tiếp tục tích lũy họ vẫn có thể uh, tiếp tục lưu trữ được số btc này mặc dù chuyện gì xảy ra và khả năng là họ lưu trữ đó hơn một năm rồi và các bạn thấy được là nếu chưa tính 2 năm đó thì trong vòng 2 năm qua 55.7% có nghĩa là khoảng hơn 10 triệu btc đã không di chuyển tính 3 năm cho bạn thấy được là 40.1% nghĩa là hơn 7.8 triệu BTC đã không di chuyển và tính hơn 5 năm đó thì có khoảng chừng 30% của BTC đã không di chuyển như là khoảng 5.6 triệu BTC và mọi người đều có thể chỉ ra nếu các bạn mua 69.000 đô thì bây giờ đó xuống còn 30.000 đô các bạn đã lỗ hơn phần nữa Nhưng mà đâu có phải ai cũng mua ngay đỉnh cho các bạn Trên căn bản đó BTC là một loại tài sản mà các bạn cần phải đầu tư ít nhất là một chu kỳ Nếu mà chúng ta nhìn thấy được là những ai mà đầu tư đó từ 1 tới 2 năm thì hiện bây giờ họ vẫn đang lỗ các bạn Tại vì dựa theo tài liệu on-chain thì họ ước tính trung bình là 39.463 đô cho cái mức trung bình mà những người lưu trữ từ 1 đến 2 năm. Nếu như các bạn lưu trữ từ 6 tháng tới 1 năm đó thì cái mức trung bình dựa theo tài liệu OnChain, nhiều người lưu trữ đã khoảng 18.744. Bây giờ các bạn vẫn lời gần gấp đôi. Nếu như các bạn lưu trữ từ 2 đến 3 năm thì các bạn có cái mức trung bình mua là 38.459. Thì bây giờ các bạn vẫn đang lỗ dựa theo tài liệu OnChain Nhưng mà ngược lại, những ai mà lưu trữ ít nhất là một chu kỳ đó, từ 3 tới 5 năm thì các bạn thấy được là cái mức trung bình dựa theo on chain là khoảng 6972 đô mà thôi và chứ đó nữa từ 7 đến 10 năm đó, thì mức trung bình chỉ có 489 ngàn mà thôi Điều này cho các bạn thấy được là dựa theo lịch sử của BTC đó Đây là một loại tài sản mà các bạn cần phải lưu trữ ít nhất là một chu kỳ Nghĩa là ít nhất là mỗi 4 năm thì các bạn mới có thể có được một sự lợi nhuận coi là đáng kể Và những cái dao động trong một chu kỳ như vậy đó Thì chỉ là những cái làm các bạn phân tâm mà thôi Đây là một loại tài sản mà chúng ta cần phải lưu trữ một thời gian dài cho nên không phải ai cũng mua ở mức 69.000 đô Đó là điều mà David Robinson muốn chia sẻ trong cái clip này rồi chúng ta chuyển qua để mà nói tới một số những cái thông tin bậc khác đi thì chúng ta cũng có một cái thông tin đáng tiếc là công ty Bitstamp các bạn đây là một công ty mà đã ra đời rất lâu rồi thì công ty Bitstamp đó họ nói là họ sẽ ngưng hỗ trợ trading cho một số đồng trong đó chúng ta có Axie Infinity, đồng Chili, Decentraland, Polygon, Near, Sandbox và Solana cho khách hàng ở Hoa Kỳ bắt đầu vào ngày 29 tháng 8 nghĩa là ở cuối tháng này và tuy là không hỗ trợ mua bán nữa nhưng mà khách hàng Hoa Kỳ vẫn có thể lưu trữ và có thể rút bất cứ lúc nào đây là quyết định đến từ Bitstamp. Thì tại sao họ chỉ nói là dựa theo một số những thông tin mới thì đương nhiên là liên quan tới SEC rồi các bạn. À, họ sợ SEC gõ cửa hơi thăm sức khỏe cho nên họ đã quyết định là sẽ không hỗ trợ trading cho người Hoa Kỳ trong năm nay. Chúng ta cũng có thông tin đến từ công ty Blockchain.com. Thì công ty này đó họ đã nhận được cái uh, cấp phép đến từ Monetary Authority of Singapore kia là cái uh, cơ quan quản lý tiền tệ Singapore đã cấp phép cho họ vào ngày 1 tháng 8 uh, để có có thể cung cấp dịch vụ liên quan đến à, tiền điện tử cho những cái công ty và những người có tiền ở singapore mà thôi tuy không phải là cho người dân ở singapore nhưng mà các bạn thấy là blockchain.com cũng đã có thể hoạt động ở singapore phục vụ cho những tổ chức đầu tư À, chúng ta có một cập nhật liên quan đến Huobi Thầy thường đã chia sẻ khá là nhiều những thông tin liên quan tới sàn Huobi ngày hôm qua Nhưng mà nào mà chưa xem cũng nên xem Thì nói chung là chúng ta đang thấy một hiện tượng là nhiều tiền bị rút ra khỏi Huobi Và có nhiều tin đồn là sàn này đang mất tính thanh khoản Thì ngày hôm nay đây chúng ta có một thông tin Thông tin này đó là có một ai đó, một cá voi nào đó đã nạp vào trên sàn Huobi là 5.000 Ethereum và 200 triệu USDT và dựa theo tài liệu on -chain, số tiền này là đến từ Justland cho số tiền 200 triệu USDT này. Có nghĩa là có ai đó đã nạp tiền vào để cho sàn hobby có thêm tiền các bạn. Thì sàn hobby nói là tôi không biết người đó là ai các bạn. <laughs> và à, họ nói là đương nhiên không phải là Justin Sun rồi. Nhưng mà tài liệu cho thấy tiền này đó là đến từ Justin Sun dựa theo Pet Shield Alert. Uh, Petco đã liên kết những cái địa chỉ với nhau và cho thấy được số tiền này đã khả năng rất cao là chính Justin Sun đã nạp vào, uh, nhưng mà Huobi thì uh, luôn uh, liên tục phú nhân các bạn <laughs> Hôm qua mới có tin đồn, hôm nay các bạn thấy là Justin Sun đã nạp tiền vào sàn Huobi rồi và Binance thì đã nhận được một cái bàn hoạt động từ El Salvador. Thì El Salvador đó là một cái quốc gia mà các bạn biết đã công nhận Bitcoin là tiền tệ hợp pháp và chưa có rõ các bạn thuận cũng đã đọc cái tài liệu chính thức đến từ sàn binance nhưng mà nào màu rõ hơn có thể comment bên dưới thường không biết bằng này là cho phép sàn binance cung cấp những dịch vụ gì ở El Salvador à, tại vì các bạn nên biết là El Salvador đó là một quốc gia mà trước đây có một cộng đồng BTC rất là lớn mạnh rồi sau đó chúng ta mới thấy El Salvador đó đã hỗ trợ cộng đồng đó và sau đó đã công nhận Bitcoin là tiền tệ hợp pháp và sau đó đã mở rộng ra để cho những công ty à, đào BTC những công ty liên quan tới crypto đến El Salvador và tiếp tục phát triển mới gây dựng một thành phố Bitcoin Thì đối với lại El Salvador đó các bạn thấy là có những người như là Mark Kaiser hầu như là đã có trụ sở đó luôn và cũng tư vấn cho Tổng thống của El Salvador liên quan đến Bitcoin Tại vì đây là những người mà chỉ ủng hộ Bitcoin mà thôi Bây giờ Binance đến El Salvador Thì không biết là có được cung cấp dịch vụ liên quan tới Allcoin hay là không Cho nên thường vẫn chưa rõ điều này Tại vì có một cộng đồng ở El Salvador Thường biết là rất chống đối tất cả những Allcoin Họ là những người mà chỉ tin vào BTC mà thôi Giống như là Matt Kaiser giống như là chúng ta nói tới à, cái người mà đã viết cuốn sách The Bitcoin Standard để xem coi như thế nào. Chúng ta chỉ biết là hiện bây giờ El Salvador đang lưu trữ dựa theo thống kê à, bởi Buy Bitcoin Worldwide đó là họ lưu trữ 2.381 BTC nghĩa là khoảng à, hơn 70 triệu đô la các bạn. Con số thực sự không nhiều khi chúng ta so sánh với những quốc gia khác. Như là Trung Quốc thì lưu trữ khoảng 194.000 BTC và Hoa Kỳ thì hơn 200.000 BTC Và dựa theo cái bảng xếp hạng này đó thì các bạn thấy là lần cuối cùng mà Salvador mua BTC là 80 BTC vào tháng 6 của năm ngoái Nhưng mà nếu như tính ra từ cái thuyết này đó tháng 11 của năm ngoái thì đã có một cái thuyết đến từ Najib Bukele đã nói là Ông sẽ mua một BTC cho Salvador mỗi một ngày bắt đầu từ ngày 17 tháng 11 nghĩa là tính tới ngày hôm nay đó thì đã mua thêm được khoảng chừng 264 BTC nhưng mà nếu như cộng vô đó thì cũng không phải là tăng trưởng nhiều vượt bậc các bạn thì cộng thêm 200 mấy BTC nữa thì nghĩa là khoảng chừng hơn 2.500 BTC nhưng mà bây giờ không biết là cái thuyết này có hiệu lực hay là không tại vì lâu rồi không nghe nói đến người dịp lệ mua thêm BTC có nghĩa là có khả năng vẫn có mua một BTC mỗi ngày chỉ là chưa được xác nhận mà thôi và có nhiều bạn hỏi thuận liên quan đến cái trận đấu giữa Mark Zuckerberg và Elon Musk thì chúng ta cũng đã biết thông tin ngày hôm qua liên quan tới có thể là sẽ kéo dài tại vì Elon Musk nói là cần phải phẫu thuật nhưng mà chưa biết chắc chắn từ sau mới biết được nhưng mà các bạn đã thấy là Jim Cramer đã lên tiếng rồi các bạn à, và đáng tiếc chia buồn cùng Mark Zuckerberg tại vì Jim Cramer nói là Zuckerberg sẽ nghiền nát Elon <laughs> anh ta nghĩa là Mark Zuckerberg sẽ nghiền nát Elon đó thậm chí không phải là một cuộc đấu công bằng <laughs> đó là cái lời phát biểu của chương khá mời các bạn thì à, dựa theo lịch sử chúc mừng elon musk và chia buồn cùng mike và đây là tất cả những thông tin mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. hi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Như mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như các bạn có thể nhận được bonus hay để giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binance và một số những dịch vụ khác cho các bạn như thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch tên thì nên dùng để mà dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video video kế tiếp tạm biệt các bạn